chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của nhân phẩm hay phẩm giá. Ý nghĩa thực sự của nhân phẩm là gì? Nhân phẩm là một trong những điều quan trọng nhất đối với tinh thần con người. Nó có nghĩa là được đánh giá cao và được tôn trọng vì những gì bạn đang có, những gì bạn tin tưởng và cách bạn sống cuộc sống của mình. Đối xử với người khác bằng phẩm giá có nghĩa là đối xử với mọi theo cách mà chúng ta muốn được đối xử với chính mình. Ví dụ về nhân phẩm là gì? Hãy cùng xem xét những ví dụ. Tất cả đều xuất phát từ các yếu tố phẩm giá được liệt kê ở đây. Thứ nhất, để mọi người tự chọn quần áo. Thứ hai, cho chọn tham gia vào các quyết định liên quan đến việc chăm sóc của họ. Thứ ba, xưng hô đúng người. Thứ bốn, làm cho món ăn có hình thức và hương vị đẹp mắt. Thứ năm, tôn trọng không gian và tài sản cá nhân. Thứ sáu, xử lý các hoạt động vệ sinh một cách tế nhị. Làm thế nào để bạn thể hiện phẩm giá? Hãy đối xử với anh ta một cách đàng hoàng. Thứ nhất, hãy lắng nghe những băn khoăn của anh ấy. Thứ hai, hỏi ý kiến của anh ấy và cho anh ấy biết họ quan trọng đối với bạn. Thứ ba, cho anh ta tham gia vào các nhiều quyết định càng tốt. Thứ bốn, bao gồm anh ấy trong cuộc trò chuyện. Đừng nói về anh ấy như thể anh ấy không có ở đó. Thứ năm, nói chuyện với anh ấy khi trưởng thành, ngay cả khi bạn không chắc chắn anh ấy hiểu được bao nhiêu. Nhân phẩm bao gồm những gì? Nhân phẩm bao gồm tất cả các khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, bao gồm sự tôn trọng, quyền riêng tư, quyền tự chủ và giá trị bản thân. Mặc dù nhân phẩm có thể khó xác định, nhưng điều rõ ràng là mọi người biết khi họ không được đối xử với nhân phẩm và sự tôn trọng. Nhân phẩm là về hành vi giữa các cá nhân cũng như các hệ thống và quy trình. Làm thế nào để bạn sống một cuộc sống với phẩm giá? Dưới đây là những chìa khóa để dẫn đầu với phẩm giá. Thứ nhất, chấp nhận tất cả. Thứ hai, xem giá trị. Thứ ba, kết nối với bạn. Thứ bốn, chia sẻ. Thứ năm, rèn luyện cơ bắp lãnh đạo của bạn. Thứ sáu, nhấn vào trí tưởng tượng đạo đức của bạn. Thứ bảy, tạo sự độc lập. Thứ tám, hỏi. Nhân phẩm của con người không trông như thế nào? Phẩm giá con người là sự thừa nhận rằng con người có một giá trị đặc biệt nội tại đối với con người của họ, và những giá trị đó đáng được tôn trọng đơn giản vì họ là con người. Vì vậy, mọi con người không phân biệt tuổi tác, khả năng, địa vị, giới tính, dân tộc, v.v. đều phải được đối xử tôn trọng. Bạn coi trọng phẩm giá con người như thế nào? Tầm quan trọng của việc tôn trọng phẩm giá của một người cũng gắn liền với việc tôn trọng sự toàn vẹn về thân thể của họ. Một trong những điều mà chúng ta cố gắng truyền đạt cho con em chúng ta là giá trị của phẩm giá con người. Nơi chúng ta thử và dạy họ phải tôn trọng người khác, không bao giờ phải xấu hổ những người khác trong cộng đồng và luôn tiến hành mình với đàng hoàng. Nhân phẩm có phải là một giá trị không? Con người tự do phẩm giá của anh ta là giá trị cao nhất của trật tự hiến pháp. Nhà nước dưới sự mọi hình thức của nó có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ nó. Điều này dựa trên quan niệm của một người đàn ông là tinh thần đạo đức được ban cho quyền tự do, xác định và phát triển bản thân. Phẩm giá con người là trọng tâm của triết học cơ đốc giáo lý của giáo hội công giáo khẳng định. Phẩm giá của con người bắt nguồn từ việc người đó được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Tất cả con người, giáo hội nói, dù họ được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, đều có phẩm giá của chúng. Phẩm giá có nghĩa là gì? Nhân phẩm là một trong những điều quan trọng nhất đối với tinh thần con người. Nó có nghĩa là được đánh giá cao và được tôn trọng vì những gì bạn đang có, những gì bạn tin tưởng và cách bạn sống cuộc sống của mình. Có nhân phẩm nghĩa là được đối xử tôn trọng và đối xử với người khác bằng sự tôn trọng. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.